Trời ơi, đứng chỉnh video có chút xíu thôi mà quỷ này nó theo nó cắn mình hoài nè các bạn. Nếu không quánh nó thì nó ức, mà quánh nó thì các bạn nói mình ác. Đi chỗ khác chơi, 1 triệu 2 đam. Đi chỗ khác. Bỏ nha mày. Hở ra cái lại ăn hiếp mình. Mấy con đó các bạn thấy vậy thôi chứ mới vào đang hiếp ghê lắm á. Ok, được rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gáo Like của mình á. Video này thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Vào kiểm tra coi cái con Raptor chúng ta tiến hóa chưa, được chưa các bạn. Để coi coi. Mình sẽ gọi nó vậy. Cái con Evolution Raptor nè. Rồi. Cái này là sau 2 tiếng rồi nè các bạn. À, được 13 trứng rồi nè các bạn thấy chưa. Mình vô nó hơi trễ luôn ha. Đây đây, bây giờ thì để mình tiến quá đó. Mình có Magic Core rồi ha. Còn thiếu Alpha Keyboard. Còn thiếu Alpha Keyboard các bạn ơi. À, vô mình chế cái Alpha Keyboard. Alpha Keyboard thì cần mấy cái trứng của mấy cái con của con Dodo á. Eternal Dodo. Rồi, mình được 25 rồi. Rồi, gắng cố gắng tiến hóa cái con Raptor này lên tới cái con chùm cuối luôn các bạn. Cái con Delta. Rồi, để coi coi, mình gom đồ lên. Ủa, nó vẫn để thiếu 25 Alpha Keyboard. Rồi, được rồi nè các bạn. Nè, được rồi nè. Rồi. Rồi, để mình tiến hóa nó lên thử á. Cái con này thì mình nghĩ là từ con Kirby nó lên con Raptor, rồi từ con Raptor nó sẽ lên con Kano. Theo các bạn thì như thế nào? Nó lên con Kano hay là nó lên con Gator? Hay là lên cái con Allosaurus các bạn? Đoán thử nha. Bạn nào không biết thì các bạn có thể là đoán cùng mình á. Mình nghĩ là nó sẽ lên cái con Kano. Từ con Kano nó mới lên cái con T-Rex. Wow. Rồi, buổi tối tiếng quá đẹp phải các bạn. Hả? Giờ này là ở trong game là trời ơi đúng 12 giờ đêm luôn. Không 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 không. Lắc quá. Đó, thấy không? Y gan không? Mình biết ngay mà. Mình nghĩ là nó thế nào nó cũng biến thành cái con Kano. Rồi để coi coi. Ây da, từ cái con Kano này mà muốn muốn tiến hóa lên thêm một bậc nữa là nó cần tới 25 cái trứng Dino S đó các bạn. Là khoảng chừng tới mấy tiếng đồng hồ sau đó. Mấy tiếng đồng hồ sau rồi chúng ta mới tiến hóa được nữa. Nó còn thiếu keyboard quá nhiều. Alpha keyboard, nó còn thiếu Alpha keyboard. Rồi ok. Rồi, lên con chùm cuối rồi, tha hồ cho chúng ta đi quýt lộn á. Nghĩ là chắc cái lên cái con Delta chứ nó bao mạnh luôn á. Nhưng mà tiến quá mấy con này mất thời gian quá. Cho nó uống một bình kinh nghiệm đi. Tại vì mình sợ để dưới mấy con thú hoang nó giết các bạn. Để dưới cái hang cắt thú á. Sợ ở dưới thú hoang giết quá. Tăng lên ít máu cho nó châu châu á.
Ok. À, nó phải chế mấy cái Dino S này nè. Mấy cái Dino S này thì mỗi một con nó chỉ tự chế á, kiểu như là nó giới hạn thời gian á. Rồi, tầm khoảng chừng vài tiếng nữa bắt đầu chúng ta tiến hóa nó lên thêm một bậc nữa. Rồi, về hang cắt thú đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổi ra một con Gengar đi ha. Mình gọi ra con Gengar, mình qua bên đảo xương mình là luyện thử lại các bạn coi con này nó có bị gì sách đam không á. Rồi xong rồi chúng ta lấy cái con Griffin đó bay vòng vòng. Ở đó có con Duck Griffin kìa các bạn ơi. Ở đó có con Duck Griffin kìa các bạn thấy không? Hình như là cái con này của mình nó bị reset lại các bạn ơi. Ồ, con God Gate này của mình nó bị reset rồi. Nhưng mà mình cảm giác là con God Gate này của mình nó không im. Tại vì ngồi trên mình của nó chúng ta không có sử dụng súng được. Trời ơi nó lắc thì ghê vậy. Nó lắc thấy ham luôn các bạn ơi. Bay siêu nhanh. Con có ghét này xuống nước nó tốc độ nó nhanh quá. Bay đi đâu mà dữ dằn không biết nữa. Rồng nó cứ theo được mình hoài. Hình như là con God Gate này nó bị reset dam rồi các bạn ơi. Ủa quá ta. Đừng có gượng theo tôi nữa. Hôm trước là mình nhớ là mình cắn nó tới đâu 3 triệu dam lần mà bữa nay nó còn có 1 triệu 6 à. Như vậy là nó bị reset dam rồi. Con God Gate này của mình nó bị reset dam rồi. À đồ. À đồ có thằng nào hình như là thằng fan các bạn ơi, hình như là cái em đó là fan hay sao á. Cởi con tinh tinh đó các bạn thấy không? Chút xíu nữa là mình hốt nó luôn rồi. Ủa cái bàn tay le của mình đâu rồi ta? Kỳ vậy.
À, xíu ơi. À để mình xuống mình bắt cái con Duck Griffin này luôn á. Ồ level 404. Cái con Duck Griffin này không biết là thịt nó ăn không vâng. Mình chả biết là thịt đùi này nó ăn không nữa. Cái hại này nó ăn cái bằng cái gì trời? Với tèo thì à, để mình đặt cái bàn tele xuống mới được. Về đi con. À, để mình quay về nhà cái luôn các bạn. Rồi mình đưa cái con Godget này về cái hang cá khấu luôn á. Chứ mà các bạn để ý nè, cái bàn tele của mình hồi nãy là đảo xương đúng không, hình như là bị ông nào phá rồi, hình như là bị cái con tinh tinh hồi nãy phá rồi. Hèn chi mình kiếm cái bàn nó hoài không ra nè. Ây da, chết bà, đổi lộn, cái này phải là hôm mới đúng. Cái tele bọt gì là đảo xương các bạn, hình như là bị con tinh tinh hồi nãy của cái em kia phá hay sao, không biết đó người Việt hay là người nước ngoài nữa. Có một con đô đô thôi mà nó đẻ thấy ham. Nó đẻ như đúng rồi. Rồi, để mình quay lại cái chỗ đảo xương đó mình xúc nó thử coi. Nhưng mà cái con đất đó mình không biết nó ăn cái gì nữa. Ferdinand. Lộn rồi, gọi lộn con rồi. Phải gọi cái con Grim Indominus Rex mà gọi lộn cái con Grim Gigant. Đấy. Ấy da. Đâu mà xuất hiện ngay gan như ông nội. Ở đây. Rồi giết chính ngắt cái con ấy của người ta luôn mình. Trời ơi. Mình tính đem cái viên bảy màu qua mình bắt cái con cái con Griffith đó. Ủa nhưng mà mấy cái viên bảy màu đâu hết luôn rồi. Quái tèo hay. Cái con Duck Griffith đó nó ăn cái gì các bạn? Bạn nào biết bình luận giúp cho mình biết nha. Giờ này mình không có like. Bà cha nó nè. Thời tiết tối quá.
ga luôn rồi, boss bọc nghỉ ga luôn rồi. Hết quái luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ giờ này đi không phải giờ của Red Bull đó. Tạm thời cho mình cho nó quay về hang cắt thú luôn nữa. Mình tìm cái con khác. Rồi cái này sửa lại thành đảo xương đi. Này để mình bay mình đảo một vòng thôi, nhà có ông nào đang online không? Thời tiết giờ này gớm quá. Anh Phương hả? Ôi, ở đây có con này nữa nè các bạn. Ô con này không biết mạnh không ta. Ok. Ô con này cũng hiếm hiếm các bạn. Lâu lắm rồi mình mới gặp con này. À để mình tem nó luôn. Ô 540 các bạn. Nha. Chết bà rồi, mình với con này nó hết điểm luôn rồi. Tỉnh gì đi con. Để mình cho nó uống thuốc tỉnh rồi mình bắn nó lại các bạn. Dặn không thèm tem luôn rồi các bạn ơi. Còn con quỷ này là Indominus Red Bang. Indominus Red Bang. Các bạn nghĩ con này mạnh không? Và tem luôn ha. Yeah. Ok, con này thì tốc độ rất là nhanh đấy các bạn. Con này thì tốc độ là bao bá luôn á. Băng thì tạm thời cứ cho nó đó đi ha. Đây là bò hộp.
À, để mình về nhà luôn. À, mình gọi con Griffin về đó. Trời ơi, quay cái video này thời tiết nó không được đẹp lắm các bạn ơi. Xấu quắc. Lấy vài lọ kinh nghiệm ha. Rồi đi xuống hang cắt thú luôn đi con. Mình cho nó xuống hang cắt thú luôn. Rồi cho con quỷ con này nó uống mấy cái lọ kinh nghiệm này nè. Speed nó tốc độ là 300. Tốc độ mặc định của nó hay là 300 cấp. Ủa 300% nữa mày. Bởi vì nó đi nhanh như quỷ vậy. Trời ơi, con này tăng đảm thấy ghê lắm nha các bạn. Con này đam cũng ảo lắm à. Bớt full. Rồi, không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy sao cái con này đam ảo cái gì. Đam với máu nó ảo quá trời luôn. Trời ơi, thời tiết gì thấy ghê thấy gớm. Không thể nào tính nổi là 9 gam ma năm rồi đấy mà nó nhìn thấy gớm luôn. Đem máu theo. Bao nhiêu máu rồi ta? 80 triệu máu. 100 triệu máu các bạn, cho nó lên 100 triệu máu đi. Trời 100 100 triệu máu rồi đấy. Rồi bây giờ để mình qua bên mình qua bên đảo xương mình test thử cho các bạn xem á. Con này chắc nó dằn lắm. Nhưng mà thời tiết nhìn gớm đi. Trời không có thấy cái gì gì. Trời ơi trời 5 giờ sáng rồi đó. Đảo xương. Trời ơi, nhưng mà nó quánh được có 1 triệu đam rồi các bạn ơi. Cũng được ha, cũng quá. Con này quýnh đam mạnh đó, nhưng mà có cái là nó không có farm đồ được. Đấy các bạn thấy không, nó mà farm đồ được thì bao ngon. Nhưng mà mình chưa làm cái yên cho nó. Để mình làm cái yên giảm đam thứ mới được. Ai chết. Thôi 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 thôi. Mình chưa có cái yên của quýnh thốn quá các bạn ơi. Được ha các bạn. Con này cũng mạnh ha. Mà mình không biết là con này nó có nộ hay không nữa. Con này mà kiểu mà nó cạp với mấy con chi tin không biết có nộ không á, nộ lên nữa là ngon. Nộ là nó thêm 300% đam. Chắc nó lên cỡ chừng 10 triệu. 10 triệu là hơn con
Indominus Rex này. Nhưng mà con này nó lên cấp liên tục các bạn ơi. Mấy thanh niên kia kìa. Mấy thanh niên kia chát lý lịa chứ. Ơ à, xỉu mẹ con thú của người ta rồi. What the fuck. Chết bà đó thằng nào gì? Ây da chết rồi các bạn ơi, mình bị thằng nào nó chết bà, không có thuốc giảm turbo rồi vãi tèo. Ỉa bọc, ỉa bọc. Thằng nào vậy? Lẹ dê. Tỉnh dậy con. Rồi đem nó về các bạn, con này nói chung là nó chưa có cái yên gì hết á. Mình cảm thấy nó yếu á, mẹ mà nó đi ngu quá trời ngu rồi. Đây chưa đây. Nó đi ngu lắm các bạn ơi. Nó cũng mạnh mà cảm giác nó ngu quá, tại vì nó điều khiển khó. Rồi hên quá, mang nó đem về nhà được an toàn là ok. Như vậy mà nó vẫn chưa full cấp á. Có con Titan gần nhà em nè. Gần nhà em đó có con Titan, hình như là em CC hồi nãy bắn mình đó các bạn ơi. Làm đúng mình, làm hết hồn. Bắt trong tập này bắt được con này cũng ngon rồi ha. Con này đam cũng mạnh. Mà có cái cách di chuyển của con này á, nó ngu quá. Meradium. Rồi để mình tạo cho nó cái yên thử nó giảm đam xuống không. Khi mà các bạn cho nó cái yên nó sẽ giảm cái đam lại.
Ây hiên này nó không xài được các bạn ơi. Kỳ ta. Vậy là chắc nó xài ở trong cái bàn remote. Thôi mình nghĩ là nó xài bằng cái yên này ha. Để cái yên alpha lên nó mới được. Ủa không được luôn các bạn ơi. Nè nó để là Mera Dream này đúng không? Cái hệ này là hệ Bedphone này nè. Bedphone. Nhưng mà nó không cho xài yên rồi. Như vậy là không có giảm giáp được cho đó rồi. Bó tay. Thôi còn yên cuối để mình làm luôn nha. Yên kia là yên Demonic. Có, mình nghĩ chắc yên Demonic dễ gì mà cởi được. À, như vậy là con này không có xài được yên các bạn ơi. Thôi kệ cha nó đi thôi. Như vậy là nó không có nó, kiểu mà nó không có sử dụng giáp được. Rồi là cái con ấy. Để mình xuống hang cắt thú mình coi lại cái con cano của chúng ta tiến hóa lên được chưa. Evolution. Nó cần tới 25 cái Dino S đó các bạn. Như vậy là tập tới mấy tiếng đồng hồ nữa. Tập tới mấy tiếng đồng hồ nữa chúng ta mới tiến hóa được cái con này á. Chắc đây tới chiều á, mình đi mình về rồi mới được. Ôi trời ơi, cực khổ quá các bạn ơi. Chưa cắt con này. Rồi. Rồi, qua đảo xương test thêm thử thêm một cái nữa cho các bạn xem á. Rồi xong rồi mình up tối chơi tiếp, chiều rồi về mình live tiếp cho các bạn xem.
Con này cũng khá mạnh đấy bạn ơi, có cái là nó di chuyển ngu lắm chứ mà nó không có farm được đồ á. Còn đam nó thì mình thấy là mạnh đó. Đam cũng 3-4 triệu không mà có nộ nữa là ngon. Các bạn xem Giga mà nó tán nè. Ồ, lên tới 5 triệu luôn các bạn ơi. Nhưng mà có cái này các bạn thấy không, nó quánh xong rồi cái xác này nó không có loot được á. Thì như vậy là nếu mà chúng ta quánh mà kiểu mà đông đông á, nó bị kẹt. Nó bị kẹt mà không thoát ra được là con người luôn. Ồ, có con khỉ Demonic nè. Nhưng mà sao có con nó quánh con nó lại đánh 2 triệu tao không hiểu nổi nha. Năm triệu tư mà quánh xong cái nó bị kẹt rồi. Quánh xong cái nó bị kẹt vô mấy cái bộ xương của mấy con khủng long ức chế vãi. Mà ở sau lưng quánh tới thì nó quánh không được các bạn. Nè, các bạn thấy không? Không có quánh được, nó phải kiểu mà quánh từ trước á, quánh mới được. Nè. Giáp ít quá. Chiều 6 mấy con nhỏ nhỏ thì quánh được 5 chiều 6. À, cỡ với một bầy dâm đô đô này quánh chắc là 5 chiều 6 á. Xuống nước đi cũng chậm. Nói chung là con này bắt để quýnh lộn chơi chơi thì được, chứ kiểu mà đi solo với người ta là solo không được mà nó yếu. Trong đây thì nó đẹp thôi ha. Nó yếu thì rồi, ok thôi được rồi. Tạm dừng video đây các bạn. Chiều về tiếp mình like cho các bạn xem. Bye bye nha. Yêu thích thì nhớ like với mà đăng ký ủng hộ mình các bạn. Lên trên Nono Like follow giúp mình với. Rồi chiều về mình like tiếp cho các bạn xem. Do buổi trưa là mình không có nhiều thời gian á, thế là mình chỉ quay video thôi. Tại vì like thường like 1-2 tiếng rồi nó mới đã. Nó like chút chút lên coi hồi ức chế đó. À đây, giờ mình dẫn nó về cái tại nó đánh á thì nó đánh như điện vậy. Đây. Dơm được. Mấy con dơm đô đô này mình quánh nó bằng đúa không được thôi. Cắn. Cắn cái đầu rồi chứ mày cắn. Rồi, con gồng boss rồi. Cho các bạn xem nè. Đi đánh team, đánh nhầm dọc nãy giờ chứ mình thấy chỉ có con Indominus là bá nhất ha. Con quỷ Griffin nào đó nè. Quá trời luôn các bạn ơi.
lại cái con copy của mình mà sau khi tiết quá tới cuối cùng là thành con này nè các bạn. Thành con này á. Rồi thằng nào quýnh tới 9 chiêu đam mới ghê gì. Ồ con biết phiên nó quýnh tới 9 chiêu đam á các bạn, phiên ghê. Mày chết trời luôn, nó sợ mình ca hết cái con boss này. Nhóc nó sợ mình ca hết cái con boss của dòng Fiven nữa các bạn. Thôi về thôi. Dạ. Thôi về thôi các bạn. Chiều mình like tiếp cho các bạn xem. Chiều đi kiếm mấy ông kia trả thù. Thôi, thôi vô đây nằm ngủ á. Chiều chơi tiếp.